Rồi, xin chào anh chị, bạn trở lại với chuyên đầu xe hơi. Hôm nay thì em làm nhanh cái đầu xe, thật sự là cũng khá khá hiếm gặp. Ford Ranger XLS, đây là bản hai cầu số tự động mới ra trong năm nay nhé. Giá niêm yết của mẫu xe này đang là 756 triệu đồng. Hiện nay trong tháng 3 thì cái mức giá giảm của nó đang có khuyến mại cả tiền mặt và phụ kiện. Cụ thể như nào thì do quy định về chào giá nên là bên em cũng không thể trao đổi trực tiếp qua video được. Nếu mà anh chị có nhu cầu thiện chí mua xe và có thể khẳng định với anh chị là mức giá bán hợp lý nhất thì mình vui lòng chủ động giúp em là liên hệ qua hotline đính kèm trên màn hình để bên em có thể gửi cái báo giá chi tiết và chương trình khuyến mại trong tháng này cho anh chị nhé. Một số quy định mới thôi, mình mong anh chị thông cảm. Anh chị đang theo dõi kênh em từ đầu đấy, ngày xưa thì mình thể chào giá thứ rất thoải mái. Đây là bản hai cầu 4x4 đó, mới ra mắt trong năm nay, 756 triệu đồng. Lăn bánh thì nó sẽ dao động vào khoảng hơn 800 một chút thôi. Đặc biệt là với các bác ở tỉnh thì mua xe này rất hợp lý. Các bác ở Hà Nội thì lăn bánh vào khoảng tầm 813 triệu, các bác ở tỉnh thì nó chỉ hơn 800 một chút thôi. Đó. Chưa kể khuyến mại nhé, 800 là chưa chưa tính khuyến mại và phụ kiện tặng kèm theo xe. Bản này thì so với bản một cầu số động bán chạy nhất thì gần như nó chỉ khác mỗi cái cấu hình là hai cầu thôi. Còn lại thì khung gầm, động cơ, máy móc toàn bộ là giống hệt. Đó. Rồi. Một cái nữa là với anh chị mà mua xe hai cầu bán tải và với cái mức giá như này thì thường là mình sẽ quan tâm đến cái chương trình trả góp. Hiện nay thì trả góp với xe mới chúng ta hỗ trợ là khoảng từ 70 đến 80% giá trị xe. Về lãi suất thì hợp lý nhất hiện nay chúng ta có gói cố định 5 năm của Sihan. Bản thân em thấy cũng rất là hợp lý. Chúng ta sẽ được cố định ưu đãi là 9,19% trong vòng 6 tháng đầu, 10,9% trong vòng 54 tháng tiếp theo. Ngoài ra thì chúng ta có 3 đến 4 gói vay ngắn hạn, ví dụ như là cố định 1 năm, 2 năm, 3 năm. Đó, lãi suất thì dao động vào khoảng hơn 10% một chút. Cụ thể như nào thì các bác liên hệ giúp em nhé. Đó, năm nay thì vay cũng rẻ hơn rồi. Sang đầu năm thì kích cầu kinh tế, hy vọng là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Rồi, dành cho anh chị là lần đầu tìm hiểu xe thì phiên bản này thì chúng ta vẫn sử dụng là bóng halogen nhé, pha cốt xi nhan, đèn gầm, đấy, toàn bộ là halogen. Tất nhiên thì với phiên bản vừa vừa tiền như này thì chúng ta sẽ không có cam 360 hay là cảm biến trước. Tuy nhiên thì so với các bản tiền nhiệm hay là những cái đối thủ cùng phân khúc và đặc biệt là cùng cấu hình đó. Vì sao phải nói là cùng cấu hình? Vì hiện nay thì đa phần các hãng khác ấy, thì bản hai cầu, cấu hình hai cầu số động thường sẽ là bản cao cấp nhất, cái mức giá của nó sẽ dao động vào khoảng 800 đến 900 triệu đồng, như là Hilux, Triton, Navara hay là BT50. Đấy, duy nhất thì có Ford chúng ta có bản hai cầu số sàn là bản rẻ nhất này, bản hai cầu số tự động XLT 750, bản XLT 803 và bản Wiatch là 965 triệu, đúng không ạ? Cá nhân em thấy thì bản này nó ra ở giữa phân khúc như này thì thật sự là anh chị nào mà không muốn cố quá và có nhu cầu mua xe thì hoàn toàn có thể tham khảo qua cái phiên bản này nhé. Xe này thì đã được trang bị sẵn một cái lót thùng cao su rồi, 750, lăn bánh nó khoảng 800 chưa kể khuyến mại thì rất hợp lý rồi ạ. Đây là bản màu đen. Nội thất với phiên bản XLT thì chúng ta chỉ có nội thất màu đen thôi nhé. Đây các bác để em chút. Phiên bản mới này chúng ta cũng có cam lùi luôn nhé. Đây. Nhìn theo màn hình rồi. Rồi, nhược điểm còn lại duy nhất của cái xe này đó là cái ghế nỉ. Tuy nhiên thì cái option này đơn giản thôi. Xe này thì bên em đã trang bị sẵn là trải dàn da, dàn phim cách nhiệt. Đó. Bản XLS mới này chúng ta có hai màn hình nhé. Thật sự là so với những xe như là
Triton tông một cầu bản 650 hay là Navara các thứ thì cá nhân em thấy nó hiện đại rất nhiều. Chúng ta có đây bản hai cầu này, hai cầu nhanh, hai cầu chậm này, có tắt bật cân bằng điện tử này, khóa vi sai cầu sau này và các chế độ lái nhá. Bản này sử dụng hộp số 6 cấp, đây chúng ta có cộng trừ như này, có một cái lẫy nhỏ ở đây đó, thì mình có 6 hộp số. Tuy nhiên thì tất nhiên với tầm tiền này thì mình vẫn dùng phanh tay cruise control hay giới hạn tốc độ thì vẫn đầy đủ nhé. Bản này em thấy mua đi lại công ty này hay là công đi lại công trường rất hợp lý ạ. Ok, nội thất màu đen, ghế nỉ. Tất nhiên là hàng ghế thứ hai thì ấn vào cái gì ạ? Ấn vào cái mở khóa hơi cứng mà chúng ta lại không có cửa gió điều hòa. Đó, XLS hai cầu số tự động. Và các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp, có là thì kèm giúp em nhé. Xe này thì cũng rất là ít xe trực tiếp để xem, đa phần chúng ta sẽ xem bản một cầu số động, mà sẵn tiện thì em quay luôn. Rồi, xin chào, lại trong cái video tiếp theo.